là Thu Hiền rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin tối ngày 15 tháng 12 trên kênh truyền hình FBC. Trong phần đầu tiên của chương trình chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính như sau. Chính phủ dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày. Vietnam Airlines tăng hơn 1.000 chuyến bay phục vụ Tết. Sẽ giải trình vấn đề nợ vai ODA 600.000 tỷ đồng trước Quốc hội. Vậy mới đây, Thống Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thông tin về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018. Dự kiến số ngày nghỉ Tết là 7 ngày, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 âm lịch. Theo ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sẽ có 2 ngày nghỉ trước Tết gồm 29 và 30 tháng 12 âm lịch. Tiếp đó sẽ có 5 ngày nghỉ là mùng 1, 2, 3 và cộng thêm 2 ngày nghỉ bù mùng 2, 3 rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật, tổng cộng là 7 ngày. Ông Dũng nhận định không nên nghỉ Tết ngắn ngày vì phải tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức về thăm quê, thăm gia đình, bạn bè, nhưng cũng không nên nghỉ quá dài. Trước đó, Bộ Lao động đề xuất hai phương án nghỉ Tết đều trong 7 ngày. Phương án 1, người lao động nghỉ 2 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết, từ 14 tháng 2, 2018 đến hết 20 tháng 2, 2018. Phương án 2, người lao động được nghỉ 1 ngày trước Tết và 6 ngày sau Tết, từ 15 tháng 2, 2018 đến 21 tháng 2, 2018. Thực vị để đảm bảo ổn định nguồn hàng Tết sắp tới thì Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh xác định chợ Đồng mối sẽ là nguồn cung hàng Tết chính yếu với tỷ lệ 60%. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm nay để đảm bảo hàng hóa phục vụ cho 13 triệu dân trong dịp Tết, Thành phố Hồ Chí Minh xác định có 3 nguồn cung. Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường chiếm 30 đến 40%, các chợ đầu mối lớn chiếm từ 50 đến 60% thị phần và các doanh nghiệp khác chiếm 10 đến 20%. Chính nhóm mặt hàng thiết yếu được bình ổn, đảm bảo không tăng giá là gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả, thực phẩm chế biến, thủy hải sản. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp của thành phố đã sản xuất dự trữ hàng hóa phục vụ Tết với tổng trị giá hơn hơn 17.800 tỷ đồng, tăng hơn 743 tỷ đồng so với Tết năm ngoái, trong đó giá trị hàng bình ổn thị trường hơn 7.000 tỷ đồng. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thì Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines dự kiến tăng hơn 1.100 chuyến bay nội địa phục vụ giai đoạn cao điểm Tết kể từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3 năm 2018. Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, tổng công ty sẽ bổ sung thêm hơn 1.100 chuyến bay, tương ứng gần 220.000 ghế, nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán lên gần 1,5 triệu ghế, tăng 14% so với thường lệ và tăng 21% so với cùng kỳ. Trong một số ngày cao điểm từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 2 năm 2018 và từ ngày 20 đến 26 tháng 2 năm 2018, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 115 đến hơn 160 chuyến vào khung giờ đêm. Việc tăng chuyến được Vietnam Airlines áp dụng trên 15 đường bay nội địa giữa các thành phố có nhu cầu đi lại lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán năm 2018, thì Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên trang web công ty hoặc tại các phòng vé đại lý chính thức của hãng để đảm bảo không phải mua vé giả, vé bị nâng giá. Và nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Dương lịch 2018, Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 1205 chuyến trên 20 tuyến xe buýt trong thành phố. Ngoài ra nếu lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch tăng đột biến, trung tâm sẽ tăng cường xe buýt giải tả khách tại bến xe liên tỉnh. Dự kiến tăng cường bến xe miền Tây khoảng 20 xe buýt vào ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2017 để giải tỏa khách đi về các hướng các tỉnh miền Tây trong ngày. Trường hợp lượng xe tăng cường theo kế hoạch vẫn chưa đủ đáp ứng, thì trung tâm và các doanh nghiệp vận tải sẽ tiếp tục phối hợp để cân đối, điều động xe buýt trên tuyến để tăng cường. Trên cơ sở phải đảm bảo được hoạt động vận chuyển hành khách đi xe buýt. Cũng trong dịp Tết dương lịch, thì trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh giảm chuyến và ngưng hoạt động các tuyến thấp điểm. Cụ thể thì giảm 858 chuyến trên 12 tuyến xe buýt đến các trường đại học tại thành phố. Liên quan đến đề án thành lập công ty về an ninh hàng không của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, thì trong cuộc họp mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng tình về tính cần thiết của việc thành lập doanh nghiệp này và yêu cầu sớm ra soát các bước thành lập doanh nghiệp để doanh nghiệp đi vào hoạt động chậm nhất là vào tháng 3 của năm sau. Theo đề án, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an ninh hàng không do ACV làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty này sẽ do ACV cấp công ty này có nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ an ninh hàng không. Để đảm bảo công ty an ninh hàng không hoạt động ngay sau khi thành lập, thì ACV cũng dự kiến sẽ chuyển giao nguyên trạng toàn bộ lao động, chức năng nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của đơn vị thuộc lực lượng an ninh hàng không từ ACV sang công ty này. Trong cuộc họp mới đây của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung này, lãnh đạo các vụ có liên quan của Bộ Giao thông Vận tải đều thống nhất về tính cần thiết của việc thành lập doanh nghiệp, chuyên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không tại các cảng hàng không và sân bay. Cũng tại cuộc họp này thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao cơ quan thuộc bộ rà soát các bước thành lập doanh nghiệp để chậm nhất đến tháng 3 năm 2018, doanh nghiệp này phải được thành lập và đi vào hoạt động. Thư vị tại buổi họp báo công bố về luật quản lý nợ công do Văn phòng Chủ tịch tổ chức vào sáng ngày 14 tháng 12 thì đại diện cục quản lý nợ khẳng định vấn đề nợ vay ODA lên tới 600.000 tỷ đồng sẽ được giải trình trước cơ hội. Thông tin đưa ra tại buổi họp báo công bố luật quản lý nợ công vừa được tổ chức, tổng số vốn vay ODA ký kết hiện tại đã lên tới con số 600.000 tỷ đồng vừa gấp đôi đỉnh mức quốc hội cho phép là 300.000 tỷ đồng. Cục trưởng Cục Quản lý Nợ Trương Hùng Long cho biết, hiện tại chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình với quốc hội về con số nợ vay ODA khổng lồ như trên. Ông Long thông tin trong kế hoạch trung hạn 5 năm, quốc hội phê chuẩn con số 300.000 tỷ đồng, nhưng đó không phải là con số ký kết, vì việc đàm phán ký kết không có nghĩa là số tiền được giải ngân hết ngay trong giai đoạn này. Tính ra tổng số tiền ký kết và giải ngân giai đoạn này là khoảng 22 tỷ đô la Mỹ, tức là hơn 500.000 tỷ Việt Nam đồng. Cục trưởng giải thích là hiện tại chính phủ và các bộ vẫn có chủ trương xem xét các khoản vay cho những dự án đầu tư mới, nhưng đó cũng mới chỉ là chủ trương để tính toán đàm phán chứ chưa phát sinh nợ. Còn những khoản đã đàm phán trong 2 năm vừa qua nhưng chưa giải ngân được thì cũng tính vào giai đoạn sau năm 2016 đến 2020. Trường hợp con số vượt trên 300.000 tỷ đồng thì cần giảm trừ các khoản vay trong nước để đảm bảo cân đối vĩ mô. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa công bố phần bổ sung báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2017. Theo đó thì tăng trưởng của Việt Nam được điều chỉnh tăng lên 6,7% trong năm 2017 và 2018, cao hơn dự báo công bố trước đó lần lượt là 6,3% và 6,5%. Mức tăng trưởng của Việt Nam theo dự báo của ADB cũng cao hơn nhiều so với mức trung bình các nước trong khu vực. Thay đó, thì mức tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á được ADB dự báo sẽ đạt 5,2% trong năm 2017 và 2018. Mức tăng trưởng kinh tế của châu Á sẽ đạt 6% trong năm 2017 và 5,8% trong năm 2018. Theo ADB, thì trong 3 quý đầu năm 2017, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,4% so với mức 5,9% của cùng kỳ năm trước nông nghiệp đã phục hồi và tăng 2,8% trong 9 tháng đầu năm do hạn hán bất nặng nề tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp sự sụt giảm trong lĩnh vực khai khoáng và dầu thô xuống còn 8,1% trong nửa đầu năm nay. Lĩnh vực chế biến chế tạo có sự gia tăng mạnh mẽ lên tới 12,8% trong ba quý đầu năm 2017, mức tăng trưởng cao nhất của ngành này kể từ năm 2011. Ngành dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh 7,3% so với mức 6,7% cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự bùng nổ của ngành du lịch và hoạt động ngân hàng mạnh mẽ. Trước ADB, Ngân hàng Thế giới cũng đã nâng mức đánh giá tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2017 từ 6,2% lên 6,7%. Trong chương mục con số mỗi ngày hôm nay thì chúng tôi xin đề cập đến con số 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là tổng số tài sản thiệt hại của các tỉnh trên cả nước do cơn bão số 12 Damrey gây ra. Mới đây thì thay mặt chính phủ, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đã kêu gọi các tổ chức nhà tài trợ cá nhân quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho các tỉnh, người dân vùng thiệt hại sau bão số 12 sớm tái thiết cuộc sống. Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai với các tổ chức và nhà tài trợ của các nước, thì bão số 12 là cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua đã đổ bộ vào Việt Nam. Cụ thể, bão số 12 đã làm hơn 4,3 triệu người bị ảnh hưởng, 123 người chết và mất tích, 342 người bị thương, có hơn 300.000 ngôi nhà bị hư hại. Trong đó thì có 3.500 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Cũng theo Tổng cục Phòng chống thiên tai sau bão Damri, công tác khắc phục tài thiết cuộc sống đã được thực hiện cấp bách. Mặc dù chính phủ và nhân dân đã nỗ lực khắc phục hậu quả, đã cấp hơn 4.400 tấn gạo, 700 tấn lúa giống, 200 tấn ngô giống cho các tỉnh, đã cấp đủ thuốc đảm bảo không xảy ra dịch bệnh, nhưng việc tái thiết hạ tầng nhà cửa và cuộc sống của người dân ở các tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn. Và trong phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý như sau. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ hủy quy định miễn phí Internet tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà chủ đầu tư ít quan tâm từ giai đoạn thiết kế